nó thành gọi là cái công việc, cái thói quen công việc hàng ngày nè, không chuyên với thứ thiếu thiếu kiểu gì. 30 seconds until minions spawn. Làm cái nghề này giống như kiểu bạn cô lập mình, không đi đâu cả. Làm nhiều không có thời gian xài tiền luôn á. Ngoài tiền ăn đó, tôi có làm gì đâu. Đồ này một năm trời đồ tôi mặc nè, một năm rồi, hơn một năm rồi, chứ mua có gì hết á. Quần mẹ jean trăm mấy, trăm hai, không 145, 165 ngàn. Mua ở mấy cái mẹ 130 tới 165 độ á. Áo vô mua 80 ngàn cái, 100 ngàn cái, rồi mua đại 2-3 bộ rồi mặc cả năm vậy đó. Rồi đồ, còn đồ gì, đồ đi tập gym hay đồ mẹ mặc mọi ngày, thường ngày ngồi gym thì đồ gì ta. Đồ mà nhớ, đồ đá banh đấy. Rồi Zoe làm mạng luôn, đồ đá banh đấy. Mấy chục ngàn bộ, 80, 100 ngàn bộ. Mua bao 4-5 bộ, rồi hết triệu tiền đồ, 5. Tôi là fit, tôi không phải là cái gì đâu mà ping. Ai em mà fit, có cái gì mà tôi giúp mấy ông. Vô luôn. Vô mày liếm hả? Một mạng tao liếm hai mạng. One jump ahead of you. Rồi thằng Denga không ăn được red thọt luôn. Thằng Denga nó không ăn được red nó thọt rồi. Chát lên thua 6 win 4 rồi kìa. Nó biết nó thua rồi nữa. Tại vì nó không ăn được red. Bây giờ không ai phụ rừng nó hết, nó nát bét. Ây da. Thằng Zoe nó chán quá, nó áp cao rồi. Nó cũng ăn được mạng phớt lụt mà. Rồi nó chửi nhau rồi, chắc chửi. Chắc chửi mít rồi. Mít chửi thằng rừng hay chửi team ngu rồi. Được cô châu cho gác mít hả? Ok được thôi, tí nữa vậy. Thôi nó có đồng hồ khác. Chịu khó đi ra làm sớm tí mất rip. Level 6 là xác con mẹ nó định.
An enemy has been slain. Double kill. Thôi là giết được nó lên level 6, thả cá mà cá sấu chạy luôn. Bị nó stun lại mid air luôn. Không bị nó stun lại là ok. Cá sấu nó xanh dữ. Enemy killing spree. Nó làm việc lá chắn này kìa. Lá chắn là không giết được nó đâu. Thấy cái ulti rồi tao không thèm lát lên. Thấy cái ulti rồi nên tao không thèm lát lên. Chết cụ mày đi, tao nói level 6 là mày chết với tao. Ồ, nó ăn đầm nữa luôn. Rít đóng thế đẹp cho mình. Rồi giờ ra có cá lại chết. Giờ ra tôi có cho nó con cá nó lại chết. Không cho mà làm gì luôn. Có cá là cái xác định, không có cá mà còn chết. Giết trong vụ tôi đổi mạng, tôi không cho năng bị rip này là nó thọt chết mở nè.
đổi mạng luôn, không cho mày ăn rip. Oh, nó mất nguyên một bầy rip, càng ngày nó càng thò thôi, không cho nó ăn rip. Giờ ra có cá lại chết, chơi vậy đó. Giỡn, mày giỡn với Varus. Và nó cuồng đao, nó tích được stat thì nó bắn sấp mặt liền, nhưng mà giỡn mặt. Giỡn cái phát rồi. They won't catch me. Đạt nha. Ôi đau hết. Đánh xin đi top bật nhạc di quẩy cho vui à. Có cá là chết, có cá là chết. Chết queo luôn. Mày bắn nó bắn chết mày luôn chứ mày để mày nhoi. Mít cà phê rồi. Xuống hỏi thăm thằng Calista coi. No fear. Rồi, anh em lên thấy hay thì lên like và subscribe đi chứ. Lên bông lên hoa đi. Trời ơi 5k người coi mà có 700 người like chán. Sao con mẹ nó định bàn rồi. Chạy đi đâu? Anh đâu có cần làm gì đâu. Vậy nè là chết rồi. Đâu cần dính cá đâu. Cá thả tận chân thôi.
Đam chính là cái W cơ mà. Cá thả tượng chân vậy đó. Bởi fit giờ nó khỏe lắm. Thích thì đi ngang qua chụp lại. Đợi đây thằng nhóc. Trời ơi, thế là sống Lulu luôn kìa. Ý ơi. Executed. No fear. An enemy has been slain. Thêm Kalista nữa chịu. Giữ chúng nó ở đây không cho chúng nó về. Mày Shaolin không? Mày thích Shaolin không? Ôi địt con mà nó red đốt chết. Hai cái đấy red đốt chết thôi kìa. Shaolin tao sỏ chết bà luôn chứ mày Shaolin nào hả? Không có con Kalista tao đuổi tới nơi rồi đó. Ngu gì, nó thua rồi. Nó đánh đấm gì nữa. Nó thua bà rồi. Tôi quá mạnh rồi. Tôi lên cái chuyện xuyên nữa là rồi. Cá sấu mà tôi thông như một thông chết luôn. Mẹ nó này đánh mình mất số rồi kìa. Chó này rồi chết hết đi. Ủi đánh mình mất số kìa. Rồi rớt nhà nó bắn gì cái máy này. Rình.
lên trường xuyên á, tôi đánh má nhìn không ra luôn. Giờ anh cá sấu nó cho lên trường xuyên để cho một con cá chết luôn, cho mày bật ulti luôn, 200 mấy máu luôn. Nãy chưa có trường xuyên mà tôi dồn cá mà người chết. Ngu vờ lờ không về ngay con Rengar nó ulti rồi không về kiểu gì. À, nó nhảy không xuống được cái tường ấy dày quá. Ờ không sao, bà đó nó bắn hết rồi. Bà đó, bắn đó. Bắn này luôn, bắn hết, bắn không còn thằng nào hết á, bắn hết. Qua cha kêu rồi, để thằng này chết đi. Mokan nó đu thì mày đi đâu? Mokan nó đu thì mày đi đâu? Mày chạy cái đường mô. Rồi đủ, nó hồi chiêu lẹ quá, Mokan này yếu, không có khám phép. Nhảy không qua được cái này, cái tường này bự quá, tường này mới qua được nè, cái tường nó bự quá. Canh thả anh cá con quỷ mẹ AD nó coi, hồi nãy 10 mạng lại rồi nè, nhả nó ra tí nó xanh lại kìa. Má chết luôn. Mới thả nó ra có một tí thôi nó xanh lại rồi kìa. Đồ mẹ. Đi với mình thì nát như chó. Nó đang thọt sấp mặt luôn, giờ nhả nó ra nó xanh lại. Chói đập nó trong đấy đi. Mới thả mày ra tí mày đã xanh rồi, phải đấy. Chạy đi. Đang hành băng trụ các kiểu độc. Con cờ hó này, múa đi. Múa mày ra tới nơi rồi này, múa đi. Đưa vô sau. Chết không? Chết chết luôn kìa. Má khó chịu ở nha. Đi bắn luôn, sợ cái đéo gì, cùng lắm giáp hồi sinh tới gì à, thua đi. Rồi mày chết luôn đi, về nhà đó. nó từ thọt nó bé rồi nó sẽ lại luôn kìa. Mày rồi quý rồi. À, sao lại ảo diệu vậy? Biết vậy mình không đổi lan đâu. Phi hành chết cụng ấy.
ngày Châu đánh ma ok top full tăng đi đâu nết lần 3 rồi đó. Một cái không có tướng. Không có tướng bữa giờ rồi không nó biết hả? Mà không muốn đánh đâu cha. Không có tướng đánh đấy chứ. Tôi không thích đánh Mocha vậy. Nói vậy ra mất hồn kìa. Hay lắm, giết chết cha con đó đi. Rồi, xong rồi rồi. Mày, rồi quy luôn rồi. Đẩy quy luôn. Rồi, đồng hồ cát rồi. Đéo đồng hồ luôn. Lên đam. Nè, thằng nào vô đây mà ta. Và rất cân là chuyện bình thường rồi, nên team này phải nó cân chứ ai cân. Mình chỉ gánh lúc đầu thôi chứ. Lúc sau nó bu vô sao đánh. Và nó rất cân team là chuyện bình thường. Mẹ, có điều là mình hành thằng mid nó sắp mặt luôn rồi, team mình để nó xanh lại. Team mình để thằng mid nó xanh lại. Và rất nó lên đồ trí và lờ đó. Lên đồ mát trí luôn. Penta kill luôn. Nó mát đồ giờ phút này rồi ai đánh với nó nữa. Phút này mà nó mát đồ thì ai chơi nó. Lên đồ hay á. Lên đồ như thằng này mới biết lên đồ nè. Để đồ lấy hiệu ứng đòn đánh thôi.